Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review tắm gội sơ sinh Baby Ganix 207ml giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Sữa tắm gội sơ sinh Babyganics 207ml là dòng tắm gội toàn thân hữu cơ organic với các thành phần nguồn gốc từ thực vật. Tạo bọt giúp làm sạch nhẹ dịu làn da và mái tóc của bé, sản phẩm không chứa paraben, thalet. sunfat, dầu khoáng, chất tạo màu hay hương liệu, đã qua kiểm nghiệm nhi khoa và da liễu, không gây kích ứng cho da và mắt. Tuyệt đối an toàn với sức khỏe của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt công thức 100% hỗn hợp dầu hạt thiên nhiên Neonaris bao gồm Dầu hạt cà chua, dầu hạt hướng dương, dầu hạt nam việt quất, dầu hạt thìa là đen và dầu hạt mâm xôi. Đem đến các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, các axit béo omega 3, 6, 9 và nhiều dạng vitamin E có tác dụng dưỡng ẩm. Nuôi dưỡng sâu để làn da, mái tóc bé luôn mềm mại, khỏe mạnh, sản phẩm thích hợp sử dụng cho bé từ sơ sinh.